Quý vị thân mến, thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam về việc ra soát phi công người nước ngoài có quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp chứng chỉ do Pakistan cấp, thì các hãng hàng không đã tiến hành kiểm tra toàn bộ phi công nước ngoài. Hiện tại, đội bay của Vietnam Airlines và công ty bay dịch vụ hàng không Fasco gồm có 850 phi công Việt Nam và 106 phi công nước ngoài. Hãng này khẳng định không tuyển dụng phi công nước ngoài từ những quốc gia có uy tín không cao trong đảm bảo tuyệt đối an toàn bay hoặc thường xuyên xảy ra các sự cố uy hiếp hay làm mất an toàn khai thác. Vietjet chính thức lên tiếng cho biết, trong tổng số 27 phi công Pakistan làm việc tại các hãng hàng không Việt Nam, có 11 phi công làm việc tại Vietjet. Hãng bay này khẳng định không có phi công Pakistan hay được cấp chính trị tại Pakistan đang làm nhiệm vụ bay. Cùng ngày, hãng hàng không Bamboo Airways cho biết đã kiểm tra và khẳng định hiện toàn bộ phi công nước ngoài của hãng không mang quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp chứng chỉ do Pakistan cấp. Hiện tại, các phi công nước ngoài của Bamboo Airways chủ yếu đến từ Anh, Pháp, Đức, Brazil, Mexico. Đến nay, cục hàng không Việt Nam đã giả soát và đình chỉ hoạt động của tất cả 27 phi công Pakistan đang làm việc cho một số hãng hàng không Việt Nam. Tất cả đều là phi công quốc tịch Pakistan và được cấp bằng lái tại nước này.